là xã miền núi xa nhất của huyện Hòa Vang. Thời gian qua, mặc dù đã được quan tâm đầu tư, nhưng đến nay, việc đảm bảo cấp nước sạch cho người dân xã Hòa Bắc vẫn gặp nhiều khó khăn. Tình trạng thiếu nước cục bộ vẫn tái diễn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Theo thống kê của địa phương, hiện nay trên địa bàn xã Hòa Bắc có 13 công trình cấp nước sinh hoạt. Tuy nhiên, ở cả hai mùa mưa và mùa khô, có thời điểm nước sinh hoạt bị thiếu hụt, đục bẩn. Có hộ dân dùng nước tự chảy từ khe suối, có hộ thì phải mua nước bình để dùng trong sinh hoạt. Bây giờ là có cái đường ống nước mà từ Hòa Bắc chạy về Hòa Liên là bể chứa đó. Mà để mà nhà nước quan tâm mà đấu náo từ cái đền nhà mới nước Hòa Liên đã lại đổ ngược lên trong Hòa Bắc trong á, là nghĩ là rất dễ đọt. Bởi vì nguồn nước đó có chứa qua bể là có kiểm định thì người dân ở dùng an toàn. Thực tế thì bây giờ dùng nước tự chảy. Bà con dùng nước tự chảy đó thì anh thấy đó là mùa nắng ví dụ nó hạn quá thì nó thiếu. Mùa mưa thì nó đục, nó bẩn. Thế đó. Cho nên là bà con phải cần sử dụng nước sạch đô thị. Thì trong thời gian đấy thì tôi cũng mong muốn rằng là thành phố phải nghiên cứu và có phương án là cung ứng nước sạch cho người dân để người dân đảm bảo sử dụng để đảm bảo về sức khỏe. Tại buổi làm việc với xã Hòa Bắc mới đây, các đơn vị liên quan cho biết hiện hệ thống cấp nước cho Hòa Bắc đang được bàn giao từ công ty khai thác thủy lợi cho công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng. Tuy nhiên còn gặp vướng mắc về bàn giao, trong thời gian tới sẽ tập trung tháo gỡ để sớm xây dựng hệ thống cấp nước tiêu chuẩn cho bà con. Về áp lực cấp nước để mà phân bổ cho các vùng dân cư thì nó sẽ rất là khó. Vì chúng ta vừa nhỏ, vừa địa hình khó khăn và vừa hiệu quả không cao. Và đặc biệt cái là giá nước ở đây thì là thấp hơn giá nước đô thị rất là nhiều. Thì vì chúng ta được hỗ trợ sẽ triển khai gấp cái việc này theo như cam kết, cũng như là rà soát tiếp tục đánh giá lại những cái hiệu quả hệ thống đang làm. Cái hạ tầng cấp nước của khai thác thủy lợi thì nó chỉ là nước nông thôn mà lâu rồi anh ạ, xuống cấp rất là nhiều. Thì bây giờ chỗ nào mà không đảm bảo nữa thì nếu công ty cổ phần cấp nước đề nghị thì sở xây dựng sẽ tham mưu cho ủy ban để mà xem xét cần thiết thì cho đầu tư để phục vụ cho bà con ở đây là đạt cái tiêu chuẩn nước sạch ở nông thôn ở Hòa Bắc này tương đương với nước sạch đô thị của chúng. Xã Hòa Bắc có diện tích hơn 344 km² và dân số hiện nay của xã là hơn 4.400 người, trong đó đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm hơn 18% với tổng số 821 nhân khẩu. Hiện nay xã đang định hướng phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống. Vì vậy, cùng với phát triển hạ tầng giao thông thì việc đảm bảo nguồn nước đủ tiêu chuẩn phục vụ người dân và du khách là vấn đề các cấp ngành cần sớm quan tâm giải quyết.